Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hưng Nhật Bãi và kênh Vua Hoàng Nhật. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu ra mắt cho các bác một chiếc xe Louis Gagner mang thương hiệu của Canada xuất Nhật. Một chiếc xe khung nhôm và sử dụng cho các bác là một cặp sóc trước. Nó sử dụng đi rất là êm và đi rất là đẹp. Và con này thì size con này giống đứng là 46, phù hợp cho chiều cao từ 1m55-60 đến 1m70 là đi rất là vừa. Và chiếc xe này là sơn zin màu vàng cam. Sơn zin màu vàng cam. Con này thì thương hiệu của Louis Gagner Canada xuất Nhật. Đây các bác, tem của Canada xuất Nhật. Chiếc xe này nhôm của nó là nhôm 6061, nhôm 6061. Xe thì là dòng xe hàng bãi đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ đẹp của nó đang lên đến trên 90%, rất là đẹp. Con này thì nó sử dụng là hai cái tì sóc trước đây các bác. Đấy, tì sóc trước. Dạ. Lốp con này là lốp 26 x 1.95. Đấy, nên là cái dòng xe này thì các cháu đi học cũng rất là vừa, và các bác mà có đi thể thao cũng được, rất là đẹp. Sử dụng hai cái phần sau là có các ba ga. Đấy, các ba ga phía sau. Phanh thì phanh nhôm Tikco, phanh hình chữ V. Về bộ chín đầu con này là bằng Shimano đấy các bác nhá, Shimano, cùi đề của Shimano 2467 lít và 3 đĩa. Đấy, 7 lít và 3 đĩa. Xe thì bên em đã vệ sinh, tra và ổ trục ổ bi dầu mỡ đã trơn tru rồi các bác. Các bác về các bác chỉ nhận xe là đi thôi. Xe này thì bên em đang báo giá là 10 triệu đồng, bên em bao ship tận nơi, tận nhà cho các bác. Một chiếc xe rất là phù hợp cho các cháu đi học. Và đặc biệt hơn nữa thì chiếc xe này thì nó là dòng xe có cái phần bu tăng, là bu tăng gấp thôi nha. Các bác sẽ bật ra. Đấy, đây gọi là cái khóa gấp, các bác bật ra các bác gấp gọn. Các bác gấp gọn cái bu tăng lại nha. Đấy, và phần ghi đông là ghi đông nhôm các nhá. Tay bấm xạ của nó là bằng Shimano, là Shimano tay nhôm. Xe này thì nó sử dụng một cái đèn phía trước và một cái đèn phía sau. Khi các bác đi thì nó sẽ phát điện, đây phát điện bằng máy phát điện phía dưới đây. Nan hoa thì sử dụng là nan hoa inox chân đồng, nan hoa inox chân đồng. Vành là vành nhôm có nhá, vành nhôm, vành nhôm rất là đẹp. Đây thì có cho anh em có bác là hai cái đèn rồi, hai cái đèn, sự đẹp như thế này. Giá bán là 10 triệu đồng em bao ship một chiếc xe thể thao cho các cháu đi học từ cấp 2, cấp 6, lớp 7 trở lên đến cấp 3, và các bác cũng đi thể thao được. Một chiếc xe rất là đẹp như thế này. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ cho số điện thoại em là 0909 999 083 hoặc 0987 199 311. Một chiếc xe thể thao, một chiếc xe giống đứng con 46 có nhỉ. Đấy, 46 khung nhôm. Khung nhôm. Đùi nhôm, vành nhôm. Đấy. Lốp là lốp 26, lốp zin. Đấy các bác nhìn thấy lốp của nó này, cực kỳ là chất luôn. Đấy, lốp 26. Xe này thì ti bật nhanh là zin theo xe, máy ơi nhôm. Đấy, một chiếc xe siêu đẹp, không kép. Đấy. Phát ra điện phía trước và phát điện phía sau, có rẻ chấn bùn. Cọc in là cọc in nhôm quá nhá, cọc in nhôm. In thì cốt in zin, có mình dài in thì bên em bọc lại cái dài in thôi. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ cho cửa hàng Hò Hư Nhật Bãi. Phía trước là cái dọ bằng inox, tem trước của Louis Gagner đâu đây, tem trước là tem của Louis Gagner của Canada. Dòng xe hàng mà đã qua sử dụng rồi nhưng mà cái độ chất của nó đang còn lên 90%. Các bác mà đang so sánh mua những cái dòng xe liên doanh, dòng xe Trung Quốc thì cái độ bền nó không cao quá, độ bền nó không cao và cái chất lượng xe nó rất là kém. Những cái dòng xe Trung Quốc mà các bác mua nó mới thì nó đang dao động khoảng là 7 triệu rưỡi một chiếc. Nhưng mà các bác nhìn thấy hàng bãi mà đang có giá là 9-10 triệu thì các bác biết là cái độ xe của Nhật nó có giá trị như thế nào. Đấy, giá trị như thế nào quá. Quan trọng là cái độ bền và độ đi nó nhẹ. Từ con ốc của nó cũng thiết kế của nó rất là tốt luôn ạ. Ốc toàn ốc lục lăng. Con ốc cũng là nó cũng rất là chắc chứ không như cái dòng xe Trung Quốc. Ốc nó rất là non ốc. Đấy. Và chiếc xe này thì giao lưu các bác giá 10 triệu đồng bao ship. Bác nào quan tâm thì liên hệ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em xin một đăng ký kênh và một nút like. Xin chào các bác.